10 seconds remaining. Dire Team Ben. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Lỗ cá cháp. Reserve time. Để đấy bà. First qualify week của dưới mà là game 4 cứ team Joker. Radiant team Ben. Bạn thêm Impact Marco Explit hai quả bình chiến màu vẹn Final thì bạn còn nâng tất 3 chiếc mô Rambo Angel là Rambo Angel bạn ra thêm Mini Chat và lấy thêm tầng phí sắp tài chia thêm 5 seconds remaining chia ca phần khác vì bộ bộ cả bộ Rambo Angel từ thêm Rambo Angel còn Dire Team Pick Weekly Event hai bao giờ mà đón hai bạn Radiant Team Pick quát thuộc chia mẹ chị chương ấy thế bạn bạn đã quát chiên tạo đo viện final quát 3 chương mùa thêm khăn ân chí đá từ bạn chị quát mình bàn chục chơi bạn lời đi quát nơi tạo 3 chương khăn Rainbow Angel đó đây bạn đã quát ai miên là tập hiếp chiên tạo đo phải từ chị chương ấy nơi ở Weekly bàn nơi xôn rung trăm tất cả bạn chấm bua cà cá bạn cà cá tôm min mặt tệ giờ bao nhiêu nó số cà cá thì thêm robot happy gaming mà chẳng riêng bộ vào cà bạn chấm nạp aram cái này cái chỗ riêng vậy ông pi UGC league mình tới toàn khang thêm tầng pi của mình toàn pigman hero pi chẳng song khang bạn tai khang cua cà và cua đuôi chỉ tí khang Epic Gaming vô lòng đấy hay cái tha Epic Gaming mình xung không vào màn đấy và xem rập pha từ chiều trường ai UGC vậy mà vậy vì lý UGC mà lý đó đó là ca hồi khang 10 seconds remaining. Yeah. Vừa thêm nhóm, mình sẽ không thể hạt sẽ rồi vừa thêm. Hạt sẽ phải rồi tiết. Nhưng mình toàn ai chẳng cần trả nên dân thử tập về rồi sáng hay và tha ngày ní nhục vụ dân thử ba tiền chấn mình toàn đang tha thả xảy real game sân thả dân và cua tất cả chạy kì bạn xong mập hay tốt bạc cả cá nhung vậy cả cá vậy tới đôi chị lưu tẹo tẹo tích bà mình phải nhà mai mà mẹ vậy nên đôi tẹt anh tịch rồi bạn đôi tình nhung hang khơi chẳng mà nhung khơi thà cả cá thêm cả cá app game cứ lấy phát chỉ muốn thêm đỡ prime mà thêm nó cứ thêm môi để cái chấp tốc hai chỉ professional thêm nơi tiền đồ này thì hay thêm đỡ prime nít đôi chi mà sao mấy nhất bạn mà bà con cứ ban cho room tournament môi hay còn chỉ caster tiền bạc nhưng mà tới ca tam ca ok tức khi anh ta team prime đấy mà chỉ team thông bạc thì vậy chẳng bên đây thật bởi thân thì Epic Gaming ai defeat team prime 3 đấy khả năng cả bởi cô UGC nít cứ bất chìa ở cha mình ta bởi team prime nít cứ chỉ professional team môi bạc hay còn bởi thân thì dân mơ từ page bởi con nó không Facebook bạc bây bọn lại chứ như vậy đơn hay ta còn chỉ còn ai chỉ team môi đại tới kia tôi score ban tra nhàng nè mà tôi mà chẳng thấy dân mà dù thi bởi chứ mà tưởng tập bọn chiến thì hay dân chẳng ai phê chất mà chẳng nam mà tao mà chia ra mà chết mà chia ra mà chết mà bị phong tiền rồi team the prime đi mới tới có được những experience khác rồi bạn chẳng là nhóm mà chỉ admin đi chơi và tôm tuần toi epic gaming và ai defeat team the prime mà đam bay một mod khuyến thị dương hay nâng đam bay ca câu ca live này esports nơi có thể mang thoải mà ở lại giờ ba tập lập mà Radiant Team Ben.
10 seconds remaining. Radiant team pick. Dire team pick. Và caster got ban pha chỉ miền tây hà connection thứ ba got năng tập lọp màu bên chập chập này và lấy riêng số một màu bên bờ phần này càng tra 5 seconds remaining. Rambo Ancher got ban pick Tranter nung VA. Hay got ban 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 boom. Pisaback nung Brewster. Hay chim này. Kerr got pick Lion, Dazzle nung Razor. Hang ban mà got kư Fellas Boy, Ominai. Hay Stalker hay nung Mình mình internet nhóm DC bà. Bạn map phone bà nhóm bà. Tôi xin cái chút này ban mơ bà bà xin chìa pra mệt phone mặt xô mê ta anh tích bà cùng cùng ta mệt phone cho thơ business ấy thông đông về sao phù cùng hôn năng tâu hay bạn bà hả đi chi miến ai pra từ tôi vô ban mà bà đọ vẹn khúc xô này cùng hôn phone nè bà ở đó dưới cái lấy mơ mơ khăn sản áp bà khăn Epic Gaming cả các miền mà tay bỏ hàng nam đấy và sản phẩm tập đoàn của con là mới tăng đôi chỉ riêng thêm thằng song kháng thêm bờ kháng thêm Rambo anh chắc nhóm đôi chỉ từng kinh có đôi chỉ riêng tập đoàn của con mới tới thèn này phần tá bà than thêm chủ khó ô bà lại thêm từng pin này đấy cho bạn của ta mắc vì sao đấy nhóm top lấy mà nhóm tại vì chắc thêm là miền bảy nhà tập cứ thoảng tha hệ đồ của con nó cứ mình miền hệ đồ thèn thì hay hero của con nó còn mình sẽ chỉ miền mà tập phim trong game nữa về early game này của con mình ai lan thật đó là về đầu game mới còn late game mà hay chỉ bị xét mình về chấm tới cứ làm lại cái này cứ khi chắc thêm cứ mình sẽ thầm đọc lên về đầu game này cứ chẳng and thầm tạm mid game một chẳng chúng ta tới bởi những thời gian support đầm mấy cao phía đầm mấy chiếm bởi chỉ headline up nên chỉ headline up mid game mới còn late game chẳng bạn thì chán khuyên thêm thì chán lấy con lên tại trong thử mấy game early game mọi bán hay push early game của phía chán khuyên đặt đọc mùi tí ấy cứ push hour thẳng hòn rồi nhỉ chán khang cả các mẹ ra mẹ ra đây thì bạch làm line up bắt thêm từng pin như vậy ba vô line up thêm từng pin nhưng cái thang quạt phải chìa mình chìa push tí quạt pick ní cứ tiên survivor skill đôi chìa Dazzle khang Rambo and Jack got mean abandon cái thả abandon phải chịu support đấy chúng ta mới có phải chịu trong farm chia cả push tower vừa ha Phoenix got pick hero mất đôi chia mình mean hero để push tower thế mà dân sạch thêm mới tới dân khuyên thêm thằng thêm thằng song hay đôi chị bán đó từ chị bị xét thằng thêm Rambo and Jack got bán sạch tập prepare hero thay được ó bà còn bán Ag, Doom, Brutal Back, Panda hay sắp tới phục phép hero đã thêm khả năng khả năng ở ai xâm lại là thêm chủ khởi đấy còn đôi chiếc bán còn bán đôi chiếc mình lạc nặng lên lòng còn bán đôi chiếc phân xích bán đôi chiếc hạm khả năng để cùi khả năng mỗi hay còn bán ôm lịch này đi cứ chỉ phục phép support đã cùi khả năng reserve the time còn bán ôm lịch này thông ra bỏ thêm nào mỗi đơn thầy còn bạc váy bạn phải không bạn push đây để ta thể khang ôm lịch này nấy cứ quạt bạc ca nè bạn từ quạt cho quay tới quạt miền tây ai cho chừng nổ bị chỉ bị hay miền tây Guardian Angel lắng bạn điều chấm tức tua lên một bộ miền ở ôm lịch này nè Radiant Team Pick và quạt PA về đi chấm mới cái lấy mới tha Team Joker quạt thằng Last Pick của con đang là do hệ đội ấy hai giờ quát pick đồ mới thấy hai đường razor đấy và dire team tại ai Rambo and Chap hai giờ quát pick hero mới rồi những cái thang Rambo and Chap và quát pick storm mà giờ lò
tới số mình to mà cột thành mình vui mà thì là lấy giờ sẽ lấy một last pick bo Rambo Angel chấm mới ta có lần pick hero này ta nhung kết quạt bởi sao những quạt pick hero Stone Spirit ai nhận nghĩ sửa bởi ta quạt reserve time clear supporting the Jedi Sword hay thằng lại anh bàn nhận sửa tôi bà cầm hôn mạng phố này cũng bà prepare for battle nhưng xong thôi thì cả thà thì bài vì anh thêm Rambo Angel cứ thà Unfair Ebola cái quạt lên no support vì trong này ai abandon bà cứ lên đòi Your Majesty ai live chiller này bà cứ lên đòi quạt cứ chỉ hô hát khởi lý live chiller bà dân lên mơ mọc hàng Angel of Death này bà cứ lên đòi quạt ai nặng đam mệt bà con nặng đam mệt necros bà dân chia khang thay đi với bà cứ quạt lên đòi Angel và Shard bà tôi chắc khang cả các bà xôm chui thương sự kể thay để bay vì khang thị dân cả lấy máu offland càng lứa cứ sản tố Warren Earth lên đòi V một lấy tí trong nay cái mid hero cứ Razor lên đòi Evil hơi khẳng cọm ấy cứ sắp lên hay nâng miền babysit hero phí đòi Lion lên đòi Comeback That's all lên đòi Scary hơi nâng carry bọc cốt cứ Crystal và Slug và bà tiếp những phí cọp chỉ dừng trô đu náy mà chẳng mới ta ô bạc này ai ba phê đi chẳng mới thay nâng ta đám vô rùn đi bán bà ô kháng chụp kết cọp thay dừng chọn bán rùn đi rùn đi cứ mình để chọn tới đầm lại vì mình mà những ca này thêm mệt bảo quát slap đây bà chắc bảo sân dịch đó chiếc mà mấy thằng kết mới tới bảo sân dịch ca contest luôn kháng cao mà mấy mấy như bà mới tới đôi chì bảo sân dịch thêm mệt thêm chỗ khá chỗ tới nhưng cái ta thêm chỗ khá mình nâng admin possibility ai do phần lọ vậy mà của thay có mình stand có mình ai bị bạc áp bị kháng khỏi thật bà thì chan càng thêm Rambo Angel thế và tác của đôi chị mình thì Chris lấy cứ dân ai cứ lấy mơ mơ không ạ càng thêm chủ khởi con lên thạch tích muối muối bay đá bà cứ mình miền ca flap đầu tế rồi miền ca càng cao cứ miền ca đa trai lên cứ miền slack lion bạn slack lion hành đô rồi ở trong này ai cứ đá lấy bạn cứ bạn cứ lên đòi Razor cứ pass cho môi nâng của post bạn trong này ai nơi khăn lớn bạn cứ off lane Santo Warrunner cứ pass cho môi nâng bạn Rambo Angel cứ Lysilla cho môi nâng bạn VS ai khăn cắm đi ô bạn cả đá này đôi chỉ thêm được chiếm được sao bằng tịch sao được tịch trong lên bạn tại mình tới đây sau đó thì nếu phố đó thì mình add bằng to tới bà có mình add your first floor bằng tới tam skill là quạt miền nào miền ấy add vai đây sẽ bằng ngay thì bà hàng cao với cứ tha bà bà mình đi chia ấy còn ai đi cái này chia đấy mà tới mà thời dương cả lấy mà mớ hàng mid lane mà Razor đôi chia của bà đa lên chỉ mỗi nâng Necropole mình thích vô tha Necropole có up skill chỉ mỗi nâng hard stopper aura này mà cứ bà bà nâng mềm thế còn còn nơi cầm ai nấy cứ HP đỏ xôn chất của mỗi phía rối chỉ mỗi nâng về mỗi bà ai thằng Crown Slack đã chỉ mỗi nâng hàng khổm bà đùa lên
Hunter hay năng Bandai cứ có bộ bản đây bà bộ tha khang Rambo Ranger có miên Bandai bà có chạm hiếu hay năng Seal Oi Hunter hay Hunter chứ có hero mới đã thành đấy hay hero có miên Anchor Smash chỉ hai Paul để thua support hay năng Slack bộ bản năng chồ chấm lại nó càng lớn ba center nó càng lớn còn mình chia và bạn đồng pha mình đấy mà là vậy là con rồi bán cứ mình càng như xuôi lại mà đi chia x mấy đấy ba tay hai cần mình sẵn đấy ba dương mà mới last hit mà lần ấy mà khang last stealer khang Rambo Angel ấy hết chớ là có ban mà pay last hit hay đi này mà có phần mũi hay chỉ mũi nâng try enter có ban là buôn last hit mà và shot out mà chỉ hết Paul ấy mà là admin của DC chẳng ba xong chui đặt direct camera thôi mà lấy khang slack quát mới tới đôi chia ca pha một quát cứ chia mình sẽ dễ lo bằng màn đấy quát ban thì tầm đọc pi là si thế bà nhưng cái tha lion bớt sân như quát mình chậm bay nơi baby sit nơi khang crom đi bữa quát với ca rồi take từ mid làm bay gẹn ở đây sở đôi chia ca là ô chỉ chiên con nơi khang crom đôi chỉ miên đôi chỉ mình miên event check đi là ô phong khang team Joker có miền đá sổ mũi còn ai chăm Survivor Slug ban dạng nghe gì mình thấy nó thằng lơ center nó thằng lơ gọi qua farm mình chưa bảo bảo đấy mình thấy chưa po lại là bạn nó khang team Joker cứ đá sổ bà miền po với bạn tích cho mũi nâng Necropos và lỡ hard stopper bên này rồi có áp đảo pi về đấy chẳng mà phía rồi chia đẹp đó cứ xôn cho cùng muốn phía rồi bà cứ tra ngàn tên nhưng mà mơ khang em chơi hết chớ cứ quạt bất chìa pha mà lâu mình tên là lỡ pram một tí cả lá cứ quạt ban sao cho pram last hit thì này đập muối vì ác quạt chi em phụ kịp đồng mấy phám bài mình đi chơi ếch mấy vậy bà Radiant's bottom tower is under attack. Internet đốt bàn ở bóng phốt cứ ai chơi lên mà phone màn mà. But cả cá chẳng nè chui bằng hào bằng tích mắt cứ thêm tầng song kháng cứ chẳng nào thấy bạn đôi chỉ khơi mùi smart hết bạn. Mà mùi smart first slot này khang cả đá mà khang ở đây sẽ có first slot. Mình thấy Đà Lạt, Razor của God Slap đây là Infection surges. À lời dưỡng khuyên tha thêm tàng song kháng bạc hạt khả rì bạc cứ tha hạt khả rì bó kháng đàm bầu anh chết đôi chỉ mình tiếp trục chạy tràn chiếng ca là xếp bạc mà lời kháng chúc khớ God Speakland support tới thằng lơ bây nhảy nhưng cái thang thôi bạn đi đôi chiều mình sẽ dễ lỏ nhưng cái thang bật quạt tục để dọn môi nó càng cao nằm bấy chuối slack hai chiếc lỏ chiên lại quạt từ ta càng lơ try lên càng lơ quýnh cái thằng bài chất bó thêm chút khớ hai giờ quạt tục ở Beverly Eye Center quạt farm vô là về bộ mùi sánh mình tọa máu mà anh quạt speak lên tới càng lơ tục ở slack quạt farm vô là về bộ mùi bình bà ca thua ban nhất cứ chỉ ca mà chân mình đã lỏ bên trái nhưng cái tha về đại quạt đa trên bị lens là càng cong sáng có quạt chim men kẻ đi môi đá bên trái quạt mai chỉ tục chờ quạt đang càng cong chia của bạn đang phán ba khang cả đá ở đây sớm mới tới bất chi của bạn mình tên mà missing top là hit bạc quạt mà Radiance bottom tower is under attack.
dương cái lấy một mơ khẳng khám và chọn lén là chú khá là Crystal còn bắt chiếc bởi bằng tay mà ở trong Tower này bà chỉ nâng trời destroy hay well, mình miễn cao rốt thạc bị khang chú khá mà thế bottom tower is under attack. Hãy lỡ bà support để xó lại ấn quạt ở tên TP ấy đã còn ai đừng mau đây bà ở thế bà Radiant's bottom tower has fallen Rambo and Chair ấy lại hết tower bằng thờ lửa abandon lỡ thằng lỡ miễn cao ping ấy bà đã còn đừng bà lỡ khang ở chút khớ và khang Rambo and Chair thằng thớ quạt lỡ bà vào mùi 2 lỡ có được thạc màu ấy bà thằng lỡ nếp bà chân miên sân kìa mấy. Mà vì ế, mà ơi bà lỡ, bà ra đấy. Bà Ravage ta ai slap bê bà lỡ Stampy bà Team fight không bánh mấy người bà cứ Radiant's top tower is under attack. Which is she had part that chui survive team kia ở rùa tầng kia bà. Sao chỉ thay anh thơ ai nâng lời bếch ban môn đi mình tới phải chỉ chỉ ca lò bà. Lời top tower đi phải chỉ nâng destroy cho đấy lời mình ca TP attack mà bị khang chút khớ bà center bà lên nữa vì một phải phí. Hồi nâng lại ấn comeback. Lời đèn số có tơ bê bì xít ở slag bên hai bà. Abandon là lời có Athena thế còn là từ bot lane này là hôi mà. Chẳng này ra giờ cứ slap nên ta nói mà mình tới nào đây. Mà lời em lấy mơ lắp để tia mà. Ồ, đi vừa đấy, vì ế. Bà. Có đã xin tia mà nãy còn đi vừa thế. Ủa lại anh quát nơ harass mà nói đi vợ thì bà last day là nó có 3 hàng lớn đấy. Ủa lỡ châu ấy 3 hàng lớn lái quát chạp vào đi bà. Ủa tha tôi chỉ lái quát chạp skill thì bay vào nhé open vào cả đó còn nơi ta center bên nó còn mình stampede làm bay chui thêm một con đợt lấy mà cái đá bà slap thế vì em mà đột thét bà cứ slap bà stampede đấy cứ chui mình tay cái bà what stampede chào thế bà thằng cầm ô mình mấy đấy có đôi chỉ stampede áo gì radiant middle tower is under attack chai đây sợ còn làm bay chui thêm đây sợ nên cái đá này bỏ qua mình thay chui mình toàn đấy cứ chui mình tay cái bà đôi chỉ radiant middle tower is under attack nó tất thêm tầng song kháng đôi chia tam ca ông kết mơ màu kháng network cứ khơi tha mình miên ca khnhi chngai tới bạn ông mình mình khô khnhi chngai khô khnhi bẹ cả đá bạn tha và cái mơ một kháng lại trên đó rồi bỏ thêm Rambo Anja bà cứ quạt ra nâng necropost rồi bỏ thêm Rambo Anja cứ đặt nom hay bạn này network hay mơ tới đôi chia bà phải chỉ em đi chơi còn mình phải hạ cái lịch sân đấy bà từ này chọn ai ban ai tạo camera direct camera bà lấy càng cao bà rotate cái càng robot chế còn mau càng cao nó đã bay về rồi slack lấy có là về palha mà thấy còn cái này tìm thấy lấy càng lấy chút cơ vì một pay phí bà mua smile cho mỗi nâng angel boss shot titan. Dire's middle tower is under attack. Anh mới sừng kềm hói, vừa thang thằng cao cứ hero bay hero cho mùi động bay hero. Chừng này ally stealer có chi dám pha một thang cho mùi động item được bọc quạt. Là quạt miền am lên thái bá, quạt đừng pick item vào với chỉ mình toạt thôi mà. Eve. Lời ba càng cao cũng có ping hơi. Ta có ai đang chơi đây mà thế mà. Nhưng cái thang thêm Rambo Anja có một bạn đang Q
kia là khang Joker một thế là sao đã center và nó còn mình Stampede làm bài chơi team mệt quạt tôi ta là quạt núp ban lươn một pot cướp ai pick hero mùi mùi bà lỡ cái đá mà ra sớm mình bằng hai bà vs chơi hai stand swap mà open one muốn mà ô đây có pot bà đặt sai slap bà đây bà Center cọp chi yên use Stampede để chú ở lỡ màu vinh hóa chú khớ vì khả năng support vì đã xóa năng lại ấn mà lỡ slack cọp chi yên vô đây gặp hỏi lỡ phèm sẽ khán màn đã hãy lỡ slack quát ấn miên sẽ đồ đèn tế lỡ thang thơ máu có miên để vết và đá chô lấy mà khang chú khớ có thỏa lỡ lại sẽ lỡ có chô từ tiết đây bà bà ở đây đây bà Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Một mình sẽ hai bạn early game đi mà. Mà, rồi quạt pick tower đã được pí. Hàng cao nên cả đá lấy, giờ hạ lại quạt thuê quạt miền đá. Chớ team fight cho mỗi hàng quạt bao nhiêu vụ bạc. Go for my master. Mới tới Slack có đôi chị crawl mình tên mà còn carry thì còn crawl có cứ để chân tay lại buôn con bạn này cứ bạ lên thì chứ không đi đâu là tập Dark Light mà đúng mạng đấy phụ có thở đa pa cho môi nâng ở khăn crawl cứ đôi chị than thơ bạn than thơ đôi chị solo hay miền bê Dire's top tower is under attack. Man, chú khớ quạt tới thằng lớn đó để buôn hero mà lại quạt trong vô tower mùi. Man. Sau một to đó ba đi chị ơi. Connection mấy cái ba. Phải tới ai cho đưa chị. Dire's top tower is under attack. Bà lỡ càng tower càng lỡ bà phải về thời pick ấy. Vì càng chú cơ mình đã ở đây là còn bẹt khai. À lỡ càng Rambo anh chế còn pick ấy. Hà nó không phải nên miền vớt. Chẳng bớt kháng chút cơ con đang thua ở vậy đấy, nó kháng lừa đi bà. Rồi cột bay hero ấy. Center con mình đẹp rồi ấy, phần đá con mình là nút hero man lươn thế là sao con mình bên đến. Nó bị một tháng hay mình bị ế, nó kháng cao cho mày sẵn. Rồi đang mình chạy anh thơ. Nó có bài đâu thế bà. Rồi lỡ lái con infant clone ở thang thơ ấy. Thang thơ con mình blink bà. Team fight này phải chỉ ai đang bắt bóng lại ăn lặng lươn support đối chứa Dazzle. Vua tha khẩm bố bọc cốt cư bình lý người Rage Infection còn càng cái hơi đồng VS chăm stun bị cao ý miên đang hạ đen cốt chăm chiêm hay đồng seal tiết bà. Hãy lời này Light Stealer cốt miên Amlet Hayasa mà về đã cốt bạc ra khả năng OP hoặc Open Vault cứ slap lại support đi này. Center mà Light Stand thì chui toàn thế nhưng cứ thành chấn. Mà lỡ hẹt lỡ ở bên đen bằng hai mình cả team fight này bằng hai chút hết con đăng tha qua mà này từ tôi vô team fight này ba này bà ai lỡ khang slack quạt mà ai con mình invis rune bà ta con team fight lỡ Stampede hết má châu lại bà rê vết bà chúng ta chung hàng cái ở lỡ lại sẽ có khi dâm vô lại ở đây slap bà ấy bà ở bên đen quạt bro time ấy center của quạt slap đây bà hello there sir và bắt bóng cái này slack tower is under attack slack off pound này bên đây có slack ấy một second hết ai toán ấy pound mà ô ba tu xìa slack ba đây bà cứ chim vibe bà đi ni disaster bỏ khang chú khờ ấy bên đây radiance bottom tower is under attack rambo anh chế quạt tờ tu ở bên check man cho hắn có chứ nhà team fight có ban tower hay có bạn bóng hero tạm môi thế bà cứ chan thờ
cái ta Light Stealer quạt trong York. Radiant's bottom tower is under attack. Abandon mà lấy quạt chi support hero đây mà lấy quạt tới chi tank hero bên nhảy. Tan mẹ tan đi. Mà là càng cao ô này cổ phố có slap hay mà. I like mà. Quạt low life mẹ tan mà đang có mình armlet. Slap ô power lỗ mẹ tan mà. Và Joker Crystal mà. Lấy bắt bong slap. Bắt bong ở Necropol hay nâng ở Light Sailor bởi nhé bà. Ní có chia chúng tôi lo đáy vì càng chú khơi là quạt ai pick P hero với nhau càng cỡ chúng tôi nâng Head Carry hay nâng ở Mid Hero. Chúng ta càng thêm ở Angel quạt ai pick cho Roshan bàn nhàng lớn hay nâng nghĩ xuống. Phụ thà còn miền live, còn miền VS, bản đáy VS còn upskill Aura Demake này tôi chỉ tích đáy và phải dịp vào bài này. Lớp có chi dân divert, nạp vợt thế đấy. Ba JP map control cứ khang Rambo Angel còn control vì sẵn là khang Radiant này, cứ thì khang Joker thì chỉ tràn đáy. Trong này khang Joker còn miền thể vợt PT là khang phát tất cả các cao nó phát tất cả các lời mà à lời slack có ba nhà xa ấy mà bà à lời quán nó không ở trang gói này nơi chất chú môi đằng Angel mà à bên đây hay nâng rồi của phó thầy có ạc khơi đây mà bà ta nó khang chú khơi có khơi bà ta lời có ping hai khi con máu ấy thật thì con máu đấy bà giúp bà bạn pick off chú môi đằng phía rồi này đấy mà lấy cọt chung cái này cọt trong vô thao vào cái đá này lấy cọt pin ấy ok bà kháng là mỗi anh chơi cọt pin là tỷ phần đây bà dire structures are fortified dire's middle tower is under attack hát đằng đi tower này thế lấy cọt mà hỏi thì pin mà hỏi bà mà hỏi bà ô kháng chú cơ con bẹt lấy bà ravage lấy skill online cho hỏi nơi tại Lion Finger of the Dead để cột ăn mình ultimate cho một bậc quát bà ố đã rồi bà làm bạn lấy bà thấy nâng mà anh bị xu nơi càng cao team chúc cớ con ba dìa trong escape from team fight có trong farm dụ ai team chìa call lại team bậc quát sân bạn có cho team fight lời vì ác quạt đã vượt hỏi bà lời cu hỏi bà có chi ba chỉ smoke bà lời fireman smoke bị khang là angel bà light stealer quạt inferno không chạy thở thiệt hỏi bên ní bà nó khang chụp khơ nó cần đá chụp hỏi để gió hay nó slack ô chụp bà slack ô lời quạt phải sai cái lời slap bà ta còn slap cái quạt sổ đèn hay ở Opus bà ta game mà hay center có stamp P hay bà ta nhóm cái tha khang bà DC bà nhưng chắc bà nhóm khơi nhà sở quạt ở LK cháu hay ở nhóm cái tha khang team chú khớ con mình cua chơi chơi vô team fight đi tế bà ta nhà sở cứ slap hay cứ fireman chung bên quạt này bà sau đó quạt thêm nữa cứ quạt hai slap đấy hai slap quạt ở sập đồ đèn thiệt quạt pop sập đồ đèn bọc quạt đấy hay khang chụp khớ quạt miên ta four man đấy anh em lại em quạt nơi nơi play tập hàng lời nó bà quạt hai nhưng mà màu toàn tê than thế quạt miên ravage lấy blink quạt miên hai bờ sân quạt blink tới hàng bốc hai quạt ravage mà thật chỉ lỏ mà ta lại có in phải chân một hàng cái ba tại hai ba xe ba gì ở hello here we go game start đó bà tại ô đã xóa mà slap này bà nơi mà chú cái cọp chi dân sẽ ô open bar là lỡ để vét cho lơ ra giờ hai bà sweat đi bà ô mà pia thì mệt mà just the lơ ra giờ đập bây giờ có slap bà Dire's middle tower is under attack. Player got out at B.
Hôm nay ai em chế ra mua em chế còn mà mặt bằng bây giờ mùi nà tí cứ còn nơi tiền ở lỡ có hai giờ phút tower meeting hay Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Hôm nay ai sẽ còn bà còn mình tục thì còn từ farm thầm bay ở team mình thay em tiết thầm bay chui team rồi bỏ cót nó không team fight. Radiant's middle tower has fallen. À lấy khai em chế con bẹt thấy thật sự thì có thể vô Rosa để mình đóng vai chị lộ mà mày cháy bà đi chị ấy bà nhưng lập không coi nha bà có thể nhông một đâu mày làm đâu anh hai đây đi bà đã co đúng không ạ đi chị ấy mà lại lệch đa lên bà mà lấy bà mùi mùi sao đấy bà sổ phải tốt không ở bên đây connection bên bàn hai chắc đang phở waterfall phở cái bạch nhóm cái ta ở đi chị ở đây bà sẽ đi phở waterfall hay gì lò bà waterfall bà nhưng mà đang phở phong nắng chị ấy kìa nắng nguyên đó speed internet game á bây giờ mình phải hai cái này sẽ này phở nắng bà bà mọi người nắng cái free trail dương mặt khái hai bà sân dương mặt khái nó expire dương log in cho mọi người Facebook mà phải làm đọc ngày thì nè bà ô phê nhau một bọn chân mình là ha mình cao sao bạn Radiant's bottom tower is under attack. Ba đây mà. À lấy tower destroy ấy. Radiant's bottom tower is fallen. Buộc bắt đang tham thêm hai bà con. Vô xe thằng Angel ba là lấy ba. Web channel online hay kia bỏ cốt hay lấy like select info thằng này đấy link cho đấy mà xung quanh mình ai được bán bắt buôn nó bà ô bạn mày mày đó đây thời đại mày xem rồi bây giờ ai được bán bắt đầu đến bà sẽ đâu có link cho sang bạn google lấy làm hai stem thì Radiant's bottom tower is under attack hay lấy mình đặt slang là GG bà call bị khang chung thơ là hoặc phát bơ nhật ti has win thì bà Dire victory. Chỉ lên đạt on mà thì không tiếp rồi. Mình cứ ta khang thêm chút cơ mình phải hạ lại hạt thì được bốn tít. Thêm cái bộ anh nhé. Bạn tạm đàn, mơ tên và một con nó cứ lên mà lo bằng tên. Ta thầm khá lắm. Vì mùi bí thế nó cũng như là phải đưa trẻ phải thêm mình. Mà tôi nhận thấy chẳng khang chúc các con mình bằng hàng lãng áp đi bố này có vô baby city thì bố đó tập phí lại ở trong mình đơn giản chỉ hát phó lại thời hợp hiệu phí nữ ọt bị dõi những thằng cái ống có chú ý xa lạc bàm thế là tao gặp tốt tới hả rô phí nữ chăm phút nhu ta chú ý bà bình tác nhưng mà đừng thật con này nhận nè thế bà bình tác mơ tới đôi chì có trang priệp bàn đơn hay nâng Abandon hay là thay khăn bạn. Bà, vậy tới để rồi anh đang lại ở về con bốn con là về tội từ skill có mà nãy nụ thay hợp lớn này hay mũi tiến con miên ở Abandon chan seal hay là hi con bên chân con và bạn đà những cái tháp bên con speak lại anh mũi từ thằng lớn làm bay farm về được rồi ai rồi thét cứ chỉ càng lo để con vô vào càng cao đã mình chui vào nó hay cứ quạt cò thằng ọc thì càng cao này nó mà và khi xong rồi là o mùi đại thanh cả ca ban mà tới đôi chia với mình miên ca vị trạng là ai chết thế cứ lại xin nhắc toàn bộ anh chơi hai và ta thêm chủ khấn đấy còn mình ở đây phần tan thì cứ chỉ mùi lại bỏ quát cứ mình này hà chỉ bỏ bỏ quát nập cái đài mình ai ca pia khi của anh mà chụp chết qua trộn qua tàu perspective và mình thấy quát nơi tại nơi cho mình này áp bảo quả qua thay nên nơi tại mình to nơi đa cho mình lại ở tầng ba và đó có lẽ ba ở tầng ba tiền ba lại hàng chục đô ạ phần tay mình phải thế ba first qualify week của dương đi từ dương ban đó khơi nè
đây là PP này hai cứ Rainbow Vengeance là team Joker hai team Rainbow Vengeance ta bần to can này cứ ở trường ai PP hai bạn trang phát triển xong ra can team Rainbow Vengeance bạn cứ phụ dương năng sẽ không tham phụ quan năng bần to bần hai này ca lên gặp những khả năng lịch bộ gì bạn đây năng đo nơi về phải bốn tháng à con chắc chắc là gặp cái euro khá này bạn còn tôi thấy cái chỗ này nhìn bạn hàng nó có miền hai internet nó khá mạnh tay mà thì cao thần đó đại tị đánh tị tị bạn bà khai cả các miền bò là nào đấy nên họ bà số một con đang ở từ đầu tháng với ai chuồng caster hay con bóng đá ở vị trí ai chuồng caster như vậy hay vậy tôi đó là thấy cái nó cái đại nghe cái đại sơn tôi mà phải thế hay có con cả ca chắc đậm đậm mọc từ rúa mà được chứ thì bây giờ gặp tầm hai bạn chạm như nồng miên weekly the qualify vì nồng hai thì nồng miên nơi ta khao chất hai skill nồng bằng hai nơi hai hai ngày qua bạn con trai mặt mình